Mình rửa, mình móc hết cái phần phổi ở bên trong này ra cho nó sạch. Mình rửa sạch với nước xong rồi mình rửa lại với một ít giấm ra nha, cho vậy nó không có hôi, nó không có hôi hôi lông vịt. Nè, ta mần sẵn rồi cũng tương đối sạch rồi. Bỏ vô nước luộc một ít gừng với lại muối với bột ngọt trước nha. Luộc như vậy thịt vịt mới ngon. Nêm cái nước luộc trước rồi mình luộc cho nó ngon. Nước sôi tim rồi đó cả nhà. Giờ mình bỏ vịt vô thôi. Sôi rồi. Mình vớt bọt ra cho nước nó trong nha. Vịt mập hết sức mập luôn. Mình luộc gừng vô cái khi mà vịt nó chín rồi cái đầu nó nước sôi là nó thơm gừng. Mình thơm rất là thơm. Mình trở con vịt xuống cho nó chín đều hết. Ướng vịt chín chưa các bạn ơi? Mềm mại. Ăn gạo mình để lửa dịu dịu nhỏ nhỏ thôi, ăn quá nó khét. Gạo vàng rồi các bạn. Mưa là thôi có rồi đó. Mình vớt bọt nha các bạn ơi. Mình trộn gỏi rang cháo nữa nha. Thảo chiếu cắt chuối rồi với này mình được mấy cọng giá ở nhà còn nữa nè. Mình trộn luôn. Đây 3 muỗng đường cát. Đây là trái chanh. Ở đây Dung Rồm trộn đường với chanh xong rồi Dung Rồm sẽ cho chan nước mắm chua ngọt mình làm sẵn rồi đó các bạn. Đây một chai luôn nè. Nhà thường làm nước mắm chua ngọt là để ăn dành ăn cho nên là mình chan cái phần này vô thôi. Còn nếu như bạn nào mà không có nước mắm như vậy thì mình phải trộn cho vừa ăn. Trộn đường rồi chanh rồi chút xíu muối nha. Cho cái trộn sao cho cái phần gỏi của mình nó vừa miệng á. Vừa theo khẩu vị của mình là được.
mình cho mắm chua vô nha các bạn. Đó, mình nhắm vừa ăn rồi mình không cho vô nữa, rồi cho nó thấm đây. Một ít rau rau thơm cho nó thơm. Đây mình có quế không à các bạn ơi, ăn đỡ, không có rau giáp cá hay là húng húng lủi gì hết, chỉ có quế thôi, trộn quế đỡ. Là phải có nước mắm gừng nó mới trúng sạch. Này rồi bỏ nước mắm chua mình pha sẵn rồi vô cả nhà. Bỏ mắm chua pha sẵn vô. Vừa ăn luôn rồi đó. Rất là ngon. Phải chiếu chặt vịt nữa là dẫn qua. Sao ta còn yêu hát hoài. Hát sáng tới giờ các bạn ơi. Ta thèm cháo vịt á. Cháo vịt. Bắt qua đây cho ăn cháo vịt nha. Hát quà. Cháo dung rộm Thảo Chiếu nấu xong rồi, bây giờ mời cả nhà cùng dùng cháo với gia đình mình nha cả nhà. Quá ngon luôn. Thảo Chiếu đang bán cháo. Ai bán cháo không? Chị em Tô đây anh ơi. Đây cháo không bán tô, bán chén thôi mà. Cho ăn tô đi anh. Cháo bán chén thôi mà. Wow. Đây. Quá ngon. Rồi mà cả nhà ăn cháo thôi. Có rau này ba. Bỏ ra nha mà. Bỏ không, con này gỏi ở dưới á, tại Thảo Chiếu để thịt trên nó bít rồi đó. Có mấy cọng rau đắng các bạn, chừng nấm. Mẹ có đắng không? Có cải này nè mẹ, bóp bóp bỏ vô. Đắng không nè. Tiêu. Cái ngọt thơm nữa nè. Mẹ có đắng nè. Quế nè. Bỏ vô đây ăn nó ngon. Cắt cho dễ ăn.
ngon, cắt ra cũng ngon, giòn. Có cải xanh. Ủa gì? Cải này nè. Đó. Quả xa rào luôn. Nè, cạp đùi nè. Đây. Đùi nó đây. Mềm á, nội ăn đùi đi. Đùi bỏ cho đó nó khéo cắt. Để. Wow. Ngon. Hợp quá. Rào qua. Quay phim mà có cái cánh này là ấm nữa cả nhà. À. Rồi mời cả nhà ăn cháo nha. Vô. Gỏi tại Thảo chiếu cắt thịt để lên trên nên không thấy gỏi. Gỏi bắp chua, gỏi chua cay. Mời các nhà ăn cháo nha. Mời nhà dùng cháo với Thảo chiếu dùng rơm nha. Ăn ngon. Mẹ nó nấu cháo là đậm đặc quá, ăn ngon quá nè. Mấy bữa rày ăn toàn khô khô quẹt không, mà bữa nay nấu cháo cho nó có nước rồi nhà ơi. Mấy rày mình ăn khô khô quẹt. Mời các bạn dùng cháo nè. Chừng dịch đổ dầu thì đi đi tàu ăn cái này là ăn ở chừng dịch chưa chạy máy á. Chưa chừng dịch chạy máy. Ăn thịt vịt á mình cạp, mình cắn luôn cái xương này nè cả nhà. Béo lắm. Không có hết hả? Xương thịt trong này nó béo. Mình nhai hết cái này luôn. Gió đầu cạnh nữa rồi lại nó giò và nó chặt cánh này nó nhà ăn cánh nha. Ngồi gai này nè, ta cắt mà ta chuột cái gốc rồi, chứ không làm cái gốc á.
gốc nó mềm mà nó ngọt. Gốc lên lá nữa. Trên nhỏ quá, màu dài là nhỏ mà. Bứt. Bứt. Bạn anh ở gần cổ nè. Wow, hay. Bẻ một cái thôi. Có là nó dính rồi. Ngắt ngay một cái luôn. Nhiều quá. Em cái. Chạy thêm khó không? Bỏ vô để thấm rồi. Quá ngon. Sáng giờ tới thui em. Mưa. Bão, nghe nói bão. Chủ quán cho trắng trắng đi. Chủ quán bán hết thôi thao cháo, không thấy tiền bạc gì. Mấy mì rào này thấm dữ lắm. Dịch ngoài không? Dịch cho cái đầu ngon các bạn ơi. Cái mỏ. Người ta nói là nhức lưỡi mà dịch nên nhức lưỡi. Có gì đó sai sai á. Nhức lưỡi nhiều quá câu á. Nhức hơn trôi nhiều chứ cắn. Rất quá. Gà khác là dịch chết. Dịch cái lưỡi là ngon nhất. Lưỡi dịch ngon nè. Ta nói gì á? Ở đó nhà vua biểu quần để tới á, ra ngoài chợ á, mua cái gì á, ngon nhất gì cho trọng nhà ăn, nó ra nó mua cái lưỡi nó thay ông vua nói cái này tầm thường quá, có gì đâu ngon, mà ông làm thanh ông nói vậy đó. Cái lần sau đó cậu không muốn ăn gì đó, lần sau ổng vậy đó, cái gì mà đi ra ngoài mua cái gì mà tệ nhất á, cái gì cho tao cũng ra mua cái lưỡi, ngon nhất là tệ nhất mua cái lưỡi nữa được lắm, cảm giác rồi mới hỏi làm sao sao mà ngon mà cũng cái lưỡi mà dở cũng lưỡi, cái lưỡi là không có, không trả lời cái lưỡi mình cảm giác được. Cái lưỡi nhờ có cái lưỡi đó nói tốt cũng là cái lưỡi mà nói xấu cũng là cái lưỡi do cái lưỡi thôi. Thấy hả?
Dạ. Bây giờ ta nói con chị gì phải đánh lưỡi gì bảy lần. Tốt lưỡi nó được. Cho vô miệng không đâu có ai được. Ba cháo thì mà. Ừ, một cháo thì mà. Để chén thôi còn nhân thịt đi. Nè. Ừ. Dạo dạo đó, múc có cái à. Trên nó hơi lỏng. Lỏng hay ba cháo nữa. Nó cháo bỏ đau mà. Nó hơi lỏng quá. Ba đau phải lỏng. Cháo lạc quá không ngon. Cháo mà phải bắt bếp á. Nấu cái đình bỏ đau vô nó. Tại nãy lửa ra. Cứ ăn liền rồi. Có bếp ra hả? Ăn nước ra. Hết à. Chứ định vậy. Ngồi bỏ vô được. Định bỏ. Giờ bắt lên để ra cho nó. Nãy định làm vậy mà nó phải đấu bạc ra. Có mình nấu ra. Giờ nó ngồi đó. Giờ nó nguội thì mình ăn nguội, ăn kiểu khác. Ba con ăn nước cháo đi. Quá làm bát nữa đi. Cả gia đình mình phấn đấu hết dễ gỏi cả nhà. Quá ngon. Thôi video của mình kết thúc tại đây nha cả nhà. Cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ để ủng hộ Dung Ròm và đăng ký ủng hộ cho Thảo Chí miền Tây cùng tất cả các anh em trong team thế này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hẹn lại gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.